Anh em Thượng Núi, chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Này anh em làm một bữa cơm để ăn hoặc là phải làm bữa cơm để anh em hai anh em đi một chuyến sinh tồn dài ngày mọi người nhá. Làm chuyến thì nước bây giờ sủi rồi. Ngủ lâu lâu nhỉ. À, anh em đi chuyến sinh tồn thì sẽ rất là dài ngày. Cơm này đẹp biết chứ. Tháng này vừa mua chợ ở rừng mà phải đi mua chợ. Thân nghiến mình đầy nhưng mà cái này là gì phải nghiền? Không phải, cái này gọi là mua về để cắt thịt chín à. Còn thớt kia vẫn chặt thịt đấy vẫn được bình thường. Nghiến mình đầy kiểu gì? Đấy nó là thớt gì đây? Ở dưới nó có chữ này. Thớt gỗ me, cây me. Mè. Nhìn nó có vầy vẩy kiểu này nè. Mình chỉ cắt thôi, cắt thịt chín nó còn không băm được. Không chặt được. Thịt chín lại rau thơm kinh quá. Làm lồng, được sủi. Làm lồng đây nhỉ. Lồng. Chứ được à? Sao cả. À, nóng đi. Vàng nhỉ. Từ chưa cháy hết. Quạt nốt. Ui, bên này sắp cháy rồi. Kia cái đầu ấy đoạn khấu đuôi. Chân chưa chưa được mấy. Lật được rồi đấy. Vàng. Anh em bây giờ đang thui con cây tơ mọi người ạ. Làm bữa để anh em đi sinh tồn một chuyến dài ngày. Làm con cây tơ ăn vẻ đen luôn. Tháng này không ổn. Tháng này em muốn ra video nhiều. Mà mỗi tội là vướng bận nhiều việc quá. Chả đi được. Giờ vẫn việc rồi. Anh em sẽ đi một chuyến dài ngày luôn. Wow. Nóng thế nhỉ? Quá kinh khủng à? Mà trời dạo này nó cũng thất thường lắm mọi người ạ. Lúc mưa lúc nắng. Hôm nay đấy, cũng 2-3 trận mưa lại nắng. Cứ kiểu thất thường này. Đi rừng cũng vất vả một tí. Nóng gọi là đi làm chuyến sinh tồn có lán các nẻ nọ thì vẫn đi được bình thường. Cháo cháy nhá. Con này hơi bé, anh em sẽ chỉ mỗi hấp với nướng thôi. Nhưng mọi lần nó mà to thì anh em làm cho mận này. Đấy, nướng xương nấu đủ đủ nên nó được 6-7 món nữa. Nhưng mà bên này chỉ làm mỗi 2 món. Tí đầu nướng với hấp. Tí đầu đoạn này. Anh em đã thui xong rồi mọi người. Vàng đen luôn. Nó phải cái cháy ở đấy tí nữa cạo nó vàng vàng ăn nghe. Có vị rơm nó cũng thơm hơn.
lông này. Chị ơi, cái mẫu mà chị vừa chuyển cho em đấy là cái mẫu để đem mình ốp nhà ăn đấy. Vâng vâng. Yên... Cứ là có thể bóc này được ý. À vâng vâng. Thế còn cái mẫu mà em gửi cho chị đấy là nó cùng khối đấy, em nhìn thấy vẫn cùng khối với cái điểm đấy nhìn đẹp hơn. À cùng khối nhưng mà nó giá cao hơn đấy. Thì vâng, mỗi viên 60 phân. Thế thì 75 em chia 6 chẳng phải chẳng anh ạ. 6 5 30, mỗi một viên đấy thì kéo được 3 mét dài rồi. Không, mình đang tính cái viên nhỏ anh ạ. À, viên nhỏ. Có nghĩa là tổng một viên cạnh của em là cái chân thấp của em là phải 125 viên mới đủ. Đâu, tổng chân thấp của em có 25 viên thôi. Hả? 25 viên thôi. Không. Xóm mình chẳng ai có đâu. Thợ chẳng có thì chịu chứ. Định Hạnh nằm xuân không có à? Cái to ấy, ăn là hết. Đầu bảo không làm rồi mà vẫn nghe. Không có rồi, không nghe ngon nhỉ. Chứ phải tí rồi cho ngon. Nó luôn nó bắt tiết nhỉ. Một tí thôi nhỉ, cái riêng. Ít thôi, cái này tí nấu thêm mận. Cái này tí dưa mận này. Nướng. Đầu bỏ hấp nữa. Lại không hấp, lại làm dưa mận. À thằng Tiến nó lai tao ra xong rồi. À định ra tao về xong bọn nó còn ấy mà. Bọn nó còn uống bia rồi. Cho chỗ cái bé này bóp. Để tí thái cho vào cái hộp à cái mỡ. Sợ nhiều tiết ấy. À nhiều bông ấy. Được đẹp. Mình rửa sạch lột qua một lần. Nó bỏ thùng thế nào hả? Thùng nó trở ra đây. Đẹp. Này bóp thoải mái nhỉ? Dài. Dài thế nhỉ? Ừ. Tí xong. Cho đủ cho dưa mận nè. À và quên thì để tí tiên nấu dưa mận. Ừ, cũng để một ít vậy. Này sắp hết luôn rồi gì nữa. Chiều mà, chiều tu. Chiều thì dây buộc. Thế chưa cho gà vịt ăn quả. Mình cho mặn cho anh em đi. Thì ta hấp rồi. Hấp ngẫn rồi. Ừ. Tim gan rồi. Thì cho tí nước hấp lên trên. Quay chụp ảnh quá. Anh em làm món nướng này, nướng là anh em xả này, món tôm giấm mẻ, riềng ít gia vị nữa. Ăn món này mà không có món nướng là mất ngon.
Mùi hấp của anh em đang sủi tầm 15 phút nữa mất ra để chín rồi. Hấp của anh em đây. Là con này nó vừa rủi. Không, con này vừa đổ sau mà. Con ăn con tôm à chi? Cắt lịch cái rủi còn để mận tí nữa là mục ra là sập bạt. Cho đôi vào mâm cũng được. Này mà có thời gian nhỉ, nướng lại mà. Ngon. Rồi là mình nướng. Nhiều phết luôn nhỉ, rồi nhặt nhiều. Vân đồng trắng này ngon đồng hội còn sáng thì chưa. Món này là ngon nhất nhỉ. Đây cuốn nướng nhỉ. Ừ, nướng được sướng. Thôi chị, để cho hít vào đây luôn đi. Đâu nhỉ? Chờ mãi hai ông đi đánh bóng. Mời mọi người nhá. Mời anh em đây. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Đi làm mấy quả bóng rồi. Lúc này hết đây nhỉ. Nếu phải thằng một quả chanh được. Muốn quả bóng mà chanh nhau nhỉ. Chanh. Mãi mà không thằng nào chịu chua thằng nào. Thế nào mà lấy cả giống này ăn. Cho thơm mà. Là bọc hai này ăn ngon mà. Ăn được. Ăn thêm nữa. Dùng đi nhỉ. Dạ. Thơm những rồi. Rồi ngon. Hơi tiết đến nhỉ. Thế cháu Ngọc nó ăn suốt. Tiết ngon. Ông chưa ăn thử. Chưa giờ ăn rồi. Thử miếng rồi không. Nhắm. Ngon. Lúc mà nướng được nữa càng ngon mà. Chưa nướng được. Ăn này lúc ăn thì ngon nhưng mà nửa đêm nóng à? Tệ khai. Tiếm bảo là bọc khai ấy. Tiếm người ta mới gọi là bọc khai. Đổ mồ hôi là cũng khai. Này nhất đi rừng mệt rồi nhỉ. Ăn mỏi. Ở nhà được còn muội anh ạ. Đi rừng này mệt lắm. Qua bệnh tuyết đi mệt. Đào hai tổ ong. Anh Ngọc đụng loa tổ kìu đôi chân đấy. Ăn luôn ở lán. Lấy về nhà 10 giờ đêm về đến nhà. Ui giời.
Thế ông chả giặt trâu về à? Ừ. Rồi giặt rồi. Ừ. Trâu. Sao đẻ chứ? Mấy con mà. Con của tao tháng này đẻ này. Thế mà cũng chẳng chụp. Đấy mày giặt khăn lên thì... Thế nào nhớ đấy? Chả chụp để lấy cái mai của nó ăn nhỉ? Mai đi. Mai lên mà chưa đẻ thì giặt lại đẻ ngay. Còn đây ông. Ông ngoại hoàn. Ông đây, cái hôm hội em đi nhỉ? Đúng mà nổi. Bên em ấy. Phan nhưng cứ hỏi cho thứ ba cô đình tay một người. Quay đây. Ở chá, đẹp trai đi. 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 Ở riêng là. Thôi. Thôi. Cho em lên TV. Trẻ hả? Ngại lắm. Mời chú Hải chén lâu ngày. Thế làm buồn buồn thì ơ đẹp trai không nhỉ? Lâu ngày quá. Ấy còn cái chị kia làm gì đây? Đi chơi. Thế làm cái gì? Ngồi đây đi lấy nhí chén. À chà. Thôi nhỉ, mời hai vợ chồng đi nhỉ. Con ăn cái này con mình nếm được nhỉ. Đúng rồi. Tuần này tuần này mời nó chả uống được làm sao. Tuần này phải rót đầy tí rồi. Nó có chân chính không mời làm ăn. Lúc chưa. Thôi lúc tại lúc chưa thấy mấy nàng thơm nó ghê quá. Đỏ mấy nàng thơm quá đâu ra ngửi. Về đây ra đây. Chúng mày em đi cùng nhau mà. Sáng nay chiều mà con cứ ngáp ngáp không có người chết thật đấy chứ. Không chết được nữa. Con về cái chuyến nhà này không chết. Đấy à, này đỉnh lại là ổn rồi. Về vấn đề thế nào được cái nhanh này. Thế này không đi xe mà nhanh chưa được. Ừ mà thế nào được nhanh thế mà nó phi kiểu gì hả? Bình thường mà. Thế mà Ngọc nào mà Ngọc nó quên điện thoại rồi quay lại làm mấy chén nữa. Hai chén. À thế chắc con nhớ em nào năm năm thương. Thương đi. Ô nằm hộp tu. Hộp mưa yên các bé rồi nè. Hộp tu. Hộp tu. Ê chừng búa nằm gió mẹ. Yên muốn hoài mình hộp yên cái trần. Cái búa mình là hát tả cái này có mà. Ôi. Nàn. Búa với búa nó hộp cốc bê chứ hoa lòng cốc tí hộp mùa yên nhỏ. Không kiểu bó. Chưa phải con đang dư kiến thiết tại. Chưa.